Cuộc hôn nhân kỳ lạ của Hà Nhuận Đông. Hà Nhuận Đông và vợ kết hôn 7 năm nhưng ít khi gặp nhau. Hiện tại, cả hai chuyển về sống chung, bắt đầu cuộc sống vợ chồng bình thường. Ngày 25 tháng 7, Sohu đưa tin mới đây vợ của nam diễn viên Hà Nhuận Đông là Lâm Bội Hy chia sẻ cô vừa chuyển tới sống tại phim trường Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cùng với ông xã. Sau 16 năm bên nhau, 7 năm kết hôn cả hai mới chung sống như cặp vợ chồng bình thường. Theo Lâm Bội Hy, trước đó, cô bận việc thiết kế và kinh doanh trang sức nên sống tại Đài Loan. Hà Nhuận Đông lại bận rộn đóng phim ở Trung Quốc nên hai vợ chồng sống xa nhau. Thời gian gần đây, sức khỏe của cô bị giảm sút, tay đau không thể chăm sóc bản thân nên cô chuyển đến sống cùng chồng. Sau 7 năm kết hôn, Hà Nhuận Đông và vợ vẫn chưa có con. Hai người ưu tiên sinh con bằng phương pháp tự nhiên nên không tiến hành thụ tinh nhân tạo. Gia đình cũng không gây áp lực với nam diễn viên. Dẫu vậy, Hà Nhuận Đông luôn hài lòng với cuộc sống hôn nhân và chia sẻ anh yêu thương, biết ơn vợ vì cô luôn ủng hộ các quyết định của nam diễn viên. Hồi tháng 3, tài tử Lương Sơn bá chúc anh đài đăng hình ảnh vợ với lời chúc mừng 16 năm quen nhau và mừng ngày cưới. Lâm Bội Hy đáp lại, được ở bên nhau là món quà tuyệt vời nhất. Hiện tại, ở tuổi 48, Hà Nhuận Đông không còn được giao vai chính nhưng anh tỏa sáng dù chỉ đóng vai phụ. Ví dụ trong những tác phẩm như Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Phù đồ duyên, diễn xuất của Hà Nhuận Đông lấn át diễn viên chính như Trần Hiểu, Vương Hạc Đệ, Trần Ngọc Kỳ. Do đó, hiện tại nam diễn viên không thiếu lời mời đóng phim. Hà Nhuận Đông từng là nam thần nổi tiếng trong giới điện ảnh Đài Loan dù không sở hữu ngoại hình như nam thần. Anh tham gia các phim như Phong Vân, Ngọc Quán Âm, Hán Sở Tranh Hùng, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Tần Vương Lý Thế Dân, Mênh Mông Biển Tình. Nam diễn viên kết hôn năm 2016 với người vợ kém anh 8 tuổi. Theo Sohu, trong giới giải trí nhiều cặp nghệ sĩ cũng lựa chọn sống xa nhau vì đặc thù công việc. Nam diễn viên Trương Vệ Kiện sống tại Hồng Kông để chăm sóc mẹ già, còn vợ anh là Trương Tây sống ở Bắc Kinh. Vi tiểu bảo họ Trương cho biết anh không muốn vợ phải chịu trách nhiệm báo hiếu cho mẹ chồng và muốn bà xã được làm những việc mình yêu thích, được sống trong môi trường quen thuộc. Thỉnh thoảng, Trương Vệ Kiện tới Bắc Kinh thăm vợ. Vợ chồng Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ cũng sống xa nhau và quyết định không có con. Trịnh Y Kiện làm việc tại Hồng Kông, còn Mộng Gia Tuệ sống tại Nhật Bản.